đi, có nhiều thức uống này. Đi trà xanh. Trà nhỏ. Cho con ngay cái trà xanh này đi. Vậy là ba ly. Ba ly. Ba ly. Phân trà xanh. Ba ly trà xanh cây vừa hay cây lớn. Nhỏ. Ba ly xanh nhỏ. Ở đây đó. Nó ăn cho mình order được, sau đó mình ra bếp mình chờ gọi nha các bạn. Các bạn ở ngoài chân cây này nó rất là đẹp nhưng mà sau khi mà mình order xong đó thì mình chọn người khác sẽ đưa cho cái này, nhưng mà nó kêu là mình quay lại, mình quay lại chỗ đó đó, mình lấy nha, mình lấy thức uống rồi sau đó mình ra mình uống nha. 12 phút hả, sao mình uống này giống như chiếc tàu vậy. Mình ở mình thư giãn đó, trong thời gian mình đợi mình sẽ review cho các bạn. Mình thư giãn đó, mình nghe gọi nghe nhạc đó, chờ cái trà xanh cho mình uống nha. Khi mà là làm sao mấy chú đem ra thì rất là thành phẩm, rất là ngon luôn nha. Rất là tuyệt vời luôn. Ở dưới đây là mấy cái cục rau câu xanh nha bạn. Ở dưới đây là ở trên là có bao phủ một cái dòng kem để có lá trà xanh lên nữa nè. Giờ mình sẽ thử nha bạn. Mời bạn cùng ăn trà xanh với mình. Rau câu xanh lên nè, ăn ngon quá bạn ơi. Này giờ mình thử sử dụng kem với trà xanh thử rồi nó có ngon không nha bạn. Mời bạn nha. Một combo chính hiệu các bạn. Vừa có trà xanh mà vừa có kem, quá ngon luôn. Đó là một cái combo quá xịn. Thạch ở dưới trà xanh á, thôi mình thử lại kéo lên nha. Anh ơi, lọ ly vậy nè là 59.000 nha các bạn. Ở tại ở dưới âm sen chứ không phải ở bên Nhật Bản hay ở bên Hàn Quốc đâu bạn, không có ở bên đâu, chỉ có ở bên Việt Nam thôi nha, mà ở dưới âm sen chứ không phải ở trên quê. Các bạn thấy mình đã vô quán Highland Coffee uống trà xanh ngon không nè, hãy đừng quên ấn like và subscribe đăng ký
cho mình để mình lên để mình mở được nút kiếm tiền nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và để hãy đừng quên các bạn hãy cho nhấn like thật là nhiều cho mình nha. Mình sẽ có những động lực má để làm những video hay lên coffee nữa nha. Mình sẽ các bạn nhấn like nhiều hay là đăng ký nhiều, mình cũng ra những video mới nữa. Thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye. Con cảm ơn cô chú đã theo dõi con nha. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Tạm biệt cô chú những video sau. Bye bye.